Chào các bạn đã đến với kênh Sen Đá Kon Tum. Thì để tiếp tục cái phần 60, đó là mình chia sẻ về 20 loại sen đá dễ trồng. Thì qua cái phần này thì mong rằng các bạn sẽ tìm cho mình được một cây sen đá thích hợp. Tiếp theo thì mình sẽ tư vấn cho các bạn là 10 cái loại sen đá mà theo như mình thấy thì là khó trồng nhất thôi. Cái loại đầu tiên đó là cây sen đá Phật Bà. Ở vườn mình không có đủ các loại sen đá cho nên là mình sẽ cho các bạn xem ảnh ở trên mạng nhé. Cây sen đá Phật Bà thì có nhiều loại. Phật Bà thường màu xanh và đây là Phật Bà tím. Thì nó có các cái chóp màu tím. Còn thì theo như theo kinh nghiệm của mình thì cây sen đá Phật Bà này rất là nhạy cảm. Thứ nhất là dư nước nó sẽ bị úng, dính nước mưa hoặc những cái nước mà các bạn dơ ấy, các bạn tưới cho nó thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn, nó bị thối lá. Và nước đọng trên lá lâu quá thì cũng làm cho cái lá bị thối. Nếu mà đủ nắng thì cây sẽ đẹp, và thiếu nắng thì cây nó sẽ có hiện tượng mặc váy. Để mình sẽ cho các bạn xem cái hiện tượng của cây sen đá Phật Bà thiếu nắng nhé. Ở đây thì không phải là thiếu nắng mà ở đây là cây sen đá Phật Bà nó bị úng. Cái hình ảnh này cũng là hình ảnh nếu mà cái tình trạng mà sen đá Phật Bà mà thiếu nắng thì tại những cái tán lá phía dưới cùng này nó sẽ quặp xuống. Nó giống như một người phụ nữ mặc cái váy ấy. Đó là tình trạng là sen đá Phật Bà thiếu nắng. Thì đó là các cái nhược điểm của cây sen đá Phật Bà. Để khắc phục cái tình trạng này thì thứ nhất là muốn cây sen đá Phật Bà đẹp thì các bạn phải bổ sung nhiều ánh sáng. Thứ hai, nếu không muốn cây sen đá của Phật Bà các bạn bị úng thì tốt nhất là các bạn phải chuẩn bị từ cái giá thể trồng sen đá Phật Bà. Giá thể trồng phân sen đá Phật Bà thì phải thoát nước tốt hơn các loại sen đá khác. Làm sao mà khi các bạn ngâm cái cây sen đá Phật Bà vào trong nước, các bạn nhấc lên thì nước nó phải thoát hết. Và các bạn đối với cây sen đá Phật Bà này thì các bạn bạn chỉ cần tưới nước cho nó một tuần khoảng 2 lần, và chú ý là tránh để cho nó bị dính mưa, hoặc là các bạn nên tưới nước sạch cho nó, đừng có tưới nước bẩn cho nó thì nó sẽ bị thối. Cái cây sen đá Phật Bà này thì nhân giống bằng cách là đợi các cái cây con của nó đẻ ra như đây, sau đó mình tách các cái con này đi mình trồng, chứ nó không nhân giống bằng lá được. Cây sen đá Phật Bà này nếu mà nắng quá thì nó cũng bị héo nha các bạn. Cái loại thứ hai đó là sen đá sen kim. Cây sen kim này cũng có cái đặc tính giống như cây sen đá Phật Bà, nếu dư nước thì nó cũng bị úng. Nếu các bạn tưới nước đọng trên lá này lâu ngày thì nó cũng bị thối. Để khắc phục thì các bạn một tuần các bạn chỉ tưới khoảng 2 lần cho nó. Cây sen kim này thì sức chống chịu nắng của nó thì kém hơn các loại khác, cho nên là các bạn chú ý là phơi nắng cho nó cẩn thận, tránh cái ánh nắng trưa chiều. Cây sen kim này thì nhân giống bằng lá, các bạn cứ tách lá ra các bạn nhân giống. Cái loại thứ ba đó là sen Thái. Cái loại sen Thái này thì nó có một nhược điểm, nó là hay bị sốc nhiệt, cũng dễ bị úng, và khi thiếu nắng thì lá nó sẽ dài ra, cây sẽ cao lên và nhìn rất là xấu. Cây sen Thái này khi mà đọng nước ở trên lá lâu ngày cũng dễ bị thối lá. Cây sen Thái này thì các bạn cũng tưới một tuần khoảng 2 lần, bổ sung nhiều ánh sáng để cây nó được đẹp hơn. Nhân giống bằng cách là tách lá. Tỷ lệ nảy mầm thì khoảng 80%. Cái loại sen Thái này thì khi mà bị sốc nhiệt cũng như bị úng thì là không thể là cứu được. Cái loại thứ tư đó là sen đất trắng. Cái loại này nó rất là đẹp. Cái loại này chơi càng to nó càng đẹp. Cho nên là khi các bạn mà mua cây sen đá đất trắng này thì các bạn mua cái loại trung ấy về, sau đó các bạn chăm nó lên nó rất là đẹp. Cái này thiếu nắng thì nó cũng lá nó cũng dài ra, nó cũng bị thưa xấu đi. Cái loại này thì cũng dễ bị úng, mà cho nên là các bạn tưới cũng một tuần khoảng 2 lần thôi, nhân giống bằng cách là tách lá, tỷ lệ của nó thì rất là cao, khoảng 90%. Cây sen đất trắng này thì cũng rất là dễ bị sốc nhiệt, cho nên là khi các bạn phơi nắng cho nó thì các bạn chú ý. Cái loại thứ năm đó là sen đá bông hồng đen. Cái loại sen đá bông hồng đen này thì nó cũng dễ bị sốc nhiệt, dễ bị úng.
Và nếu nắng nhiều quá thì các bạn sẽ thấy là cái lá nó bị cháy. Tại các cái viền này, cái lá nó bị cháy đi. Còn khi các bạn không cung cấp đủ ánh nắng cho nó thì nó sẽ không được cái màu đen đẹp như thế này. Cho nên là những cái loại này thì rất là khó trồng. Cây bông hồng đen này thì các bạn cũng nhân giống bằng cách là tách lá. Cái loại thứ sáu đó là bông hồng trắng. Cái loại này thì cực kỳ dễ sốc nhiệt. Cái này kể cả ở nhà vườn sen đá ở Đà Lạt cũng như các cái shop hoặc là những người chơi lâu năm, tuy biết là nó dễ sốc nhiệt nhưng mà vẫn cứ bị xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt này liên tục. Cái này thì khi mà thay đổi thời tiết thì thời tiết thì chúng ta không thể kiểm soát được, cho nên là khi thay đổi thời tiết thì nó dễ bị sốc nhiệt. Cho nên là khi mà trồng cái loại sen đá bông hồng trắng này, trước hết là khi mà các bạn mua mua sen đá bông hồng trắng này thì nó sẽ có hiện tượng là chuyển nhà, thì các bạn nên để vào chỗ mát. Đầu tiên là không cần biết các bạn mua ở đâu, nhưng mà các bạn cứ sau khi mua về thì các bạn để nơi chỗ mát, các bạn để khoảng 10 ngày, sau đó các bạn mang ra chỗ nhiều ánh sáng các bạn để. Cái thứ hai là nếu mà các bạn nào mà có thói quen là phơi nắng cho sen đá thì cũng phơi cho cái cây này tới 8 giờ thôi, đừng có phơi quá. Các bạn mà phơi quá thì kiểu gì nó cũng bị sốc nhiệt, nó chết. Hiện tượng sốc nhiệt thì rất là đơn giản. Đầu tiên là những cái lá phía dưới này rụng, sau đó là những cái lá phía trên này. Cái nguyên nhân bị sốc nhiệt tiếp theo đó là khi trời nóng các bạn tưới nước lạnh vào thì nó cũng bị sốc nhiệt, hoặc là khi cây sen đá đang mát các bạn tưới nước mà cái nước mà các bạn bạn để trên bồn ấy, sau một ngày thì cái nước đấy trời nắng tới buổi chiều ấy thì nó sẽ ấm ấy, mà các bạn tưới vào đất đang mát thì nó cũng xảy ra cái tình trạng bị sốc nhiệt này. Cây sen đá bông hồng trắng này thì nhân giống bằng lá, tỷ lệ của nó thì rất là cao, khoảng 95%. Cái này thì tách lá nó ra rất là dễ, bẻ nhẹ một cái là ra. Sau khi tách lá ra thì các bạn cứ để trên một cái mặt phẳng, bề mặt nào đó thật thoáng mát, cứ đợi cho nó ra rễ rồi các bạn mang đi trồng. Cái loại tiếp theo đó là sen nâu, hay là còn gọi là sen đá sô cô la. Cây sen đá sô cô la này thì cũng dễ bị sốc nhiệt, dễ bị úng. Cái này nó rất là khó chăm. Tại vì khi mà các bạn muốn nó có màu đẹp như thế này thì tất nhiên là các bạn phải phơi nắng cho nó, hoặc là các bạn phải để ngoài trời. Mà đã phơi nắng hoặc để ngoài trời thì một là dính mưa, hai là dính nắng nhiệt độ cao thì nó sẽ bị sốc nhiệt. Nên là cái này nó rất là khó chăm, rất là nhạy cảm. Cái này thì các bạn nếu mà các bạn thuần cho nó được thì các bạn có thể là trồng ở ngoài hiên mà hứng được ánh nắng cả ngày ấy. Các bạn cứ thuần cho nó theo ánh nắng thì mình thuần cho nó theo ánh nắng thì mình sẽ giữ được cái màu sắc đẹp như này. Còn nó không chống chịu được mưa thì tốt nhất là các bạn đừng có trồng nó ngoài trời. Nếu mà dính mưa thì nó rất là dễ bị chết. Cái này là nếu mà các bạn mà trồng ở trong nhà thì sau một thời gian, thứ nhất là nó mất màu, thứ hai là lá nó dài ra, thưa ra, nó cực kỳ xấu luôn, nó không bao giờ đẹp được như thế này cả. Cây sen đá nâu này thì cũng nhân giống bằng lá, tỷ lệ của nó cũng khoảng 95%. Cái loại thứ 8 đó là sen cúc. Cây sen cúc này theo như mình thấy thì cái nước mà mình tưới ấy, nó hay bị đọng ở trên cái đỉnh lá này. Tại vì cái đỉnh lá này là nó có những cái lá nó quặp lại, mà khi mà nước đọng trên lá này thì nó rất là lâu lâu thoát hơi nước. Ví dụ như các loại sen đá khác thì lá thường thường là nó tỏa ra, lá tỏa ra, kể cả nước có đọng trên chóp lá này thì khoảng 2 ngày là nước nó sẽ bay hơi hết. Riêng cái loại này thì nó bay hơi lâu hơn, cho nên là khi mà tưới thì các bạn cẩn thận. Nếu mà các bạn tưới xuống gốc được thì các bạn cứ tưới xuống gốc, còn nếu mà các bạn tưới lên trên đây thì các bạn chú ý là sau 2 ngày nếu mà chưa thấy nó nước nó khô thì các bạn thổi cho nước nó bay hơi đi. Còn khi mà nước nó đọng trên đây thì các cái vi khuẩn nó sinh sôi trên đây thì nó làm cho cái chóp lá này nó sẽ bị thối và nó lây lan dần dần ra cả cây. Cây sen cúc này cũng như các loại kia, nếu có nhiều ánh sáng thì nó sẽ đẹp. Các bạn nhìn thấy ở đây có cái hai cái loại, thứ nhất là cái loại này là cây có màu sắc và lá nó đẹp, là cây có đủ ánh sáng. Còn như cái cây cây này là cây thiếu ánh sáng thì nó sẽ không được như cái cây lúc nãy. Đó. Thứ hai đó là cái cây này nếu mà các bạn tưới ít nước
hoặc là gặp ánh nắng nhiệt độ cao thì nó sẽ bị héo. Đây, như các bạn nhìn thấy, lá nó quặp lại, nó sẽ bị héo. Cái này thì ít xảy ra tình trạng sốc nhiệt, cho nên là khi các bạn mà phơi nắng cho nó thì cũng đỡ bị sốc nhiệt hơn. Cho nên là bạn nào mà phơi nắng được cho nó nhiều thì cứ phơi nắng thì nó sẽ đẹp hơn. Còn các bạn chú ý tưới nước cho nó. Cây này thì nó không ngơi nước, các bạn chỉ tưới một tuần khoảng 2 lần thôi. Cây sen cúc này thì nhân giống bằng lá. Lá của nó thì nhân giống cũng tỷ lệ rất là cao, khoảng 95%. Tuy nhiên thì khi mà tách lá thì nó rất là khó, vì cái lá của nó rất là mỏng, mà cái cuống của nó rất là khít nhau, tách rất là khó. Cho nên khi tách thì các bạn cẩn thận, các bạn cầm sát vào. Các bạn cầm sát vào cái cuống này. Cầm sát vào cuống này các bạn giật thì nó mới ra được hết. Mà khi nhân giống thì các bạn nhân giống từ lá dưới cùng thì các bạn mới tách được. Còn các bạn mà tách những cái lá phía xung quanh này thì nó không bao giờ tách được, nó sẽ bị đứt liền. Các bạn phải nhân giống từ cái lá dưới cùng này. Cái loại thứ 9 đó là sen chuỗi ngọc đứng. Cây sen đá chuỗi ngọc đứng này nó cũng như cây bông hồng trắng, dễ bị sốc nhiệt. Tưới dư nước thì nó cũng dễ bị ống. Cây này thì các bạn tưới cũng một tuần 2 lần thôi. Cây sen chuỗi ngọc đứng này thì thiếu ánh nắng, cây nó cũng dài ra, lá cũng cây cao lên mà lá cũng dài ra. Và bất kỳ các bạn trồng ở đâu thì nó sẽ sau một thời gian nó sẽ bị nghiêng về một bên, do hiện tượng đổ theo ánh nắng. Khi các bạn trồng cái cây này rồi các bạn sẽ thấy cái hiện tượng như vậy. Sau một thời gian nó sẽ nghiêng về ánh nắng. Mà sau khi cây nó cao lên thì nó lại nghiêng về một bên. Cho nên là rất là nhiều bạn chơi là gặp cái trường hợp là cây nó bị gãy, đổ. Vì nó cao xong rồi nó lại nghiêng về bên nữa, nó hay bị đổ. Cho nên là khi trồng cái loại này thì các bạn chú ý cứ khoảng một tuần các bạn lại xoay cho nó một lần. Để sao cho mà nó sau khi nó nghiêng về bên này thì các bạn xoay ngược lại thì nó lại nghiêng về bên kia, cho nó đứng vững. Hoặc là khi mà nó cao quá thì các bạn có thể nhân giống cho nó. Cây chuỗi ngọc đứng này, đây, cái này là chụp từ cái vườn của mình, đặc tính một số loại sen đá này, nó bị nghiêng về bên này. Khi nó cao lên thì các bạn nhân giống đi, các bạn cắt ngang đây, các bạn cắt ngang đây, các bạn lấy cái chót này các bạn mang đi các bạn trồng lại thì nó được một cái cây mới đẹp hơn. Cái thứ hai là từ cái đoạn dưới này các bạn cứ để nguyên như vậy, bạn cứ để nguyên như vậy, cái đoạn cắt này nó sẽ ra cái chồi mới. Còn một số lá cứ cái cây phía trên này này, một số lá phía dưới cùng các bạn lại tách, các bạn nhân giống bằng lá, vì cái này nhân giống bằng lá và thân đều được. Cái loại cuối cùng đó là cái cây sen đá xanh trơn. Cái cây này thì gần đây mình thấy rất là ít người chơi. Cây sen đá xanh trơn này thì nó rất là đẹp, giá của nó thì đắt hơn các cái loại sen đá bình thường. Cái cây này thì nó cũng rất là dễ bị úng và sốc nhiệt. Cho nên là khi trồng thì các bạn chú ý là phơi nắng cẩn thận và tưới nước ít là được. Thì vừa rồi mình có tư vấn cho các bạn là 10 cái loại sen đá mà theo mình. Các bạn nhớ là theo mình, chứ còn theo người khác thì có thể là có những cây khác. Mỗi người trồng thì có một cái cách trồng khác nhau và khí hậu mỗi nơi thì khác nhau. Cho nên là không phải ở đâu cũng giống nhau. Đó là theo mình thì các cái loại này nó khó trồng. Khi mà các bạn được bạn bè hay là mua những cái cây sen đá như này thì các bạn chú ý cẩn thận. Giá của nó hơi cao, cho nên là các bạn mà nếu mà các bạn để nó bị chết ấy, thì nó rất là tiếc. Nhiều bạn mà khi rất thích chơi sen đá, tuy nhiên là khi mà mua về thì sen đá bị chết ấy, thì nản lòng không chơi nữa. Nhưng mà các bạn cứ chơi đi, các bạn mới đầu các bạn có thể là bị chết. Hoặc là cây sen đá của bạn xấu đi, nhưng mà sau này khi mà các bạn biết cách chăm sóc rồi thì các bạn sẽ thấy rất là thích. Thì cái bài này thì mình xin phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở cái bài sau. Cái bài sau thì mình sẽ làm về so sánh giá ở trên các cái shop cũng như các cái nhà vườn để cho các bạn tiện mua hàng.